Điểm mới tại dự thảo quy chế, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quy định đơn vị taxi phải mở tài khoản điện tử để thực hiện việc trả phí tự động cũng như việc nộp phạt khi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải quy định vùng phục vụ và màu sơn của các hãng taxi. Vùng phục vụ của đơn vị taxi được xác định theo địa giới hành chính mà xe taxi của các đơn vị taxi được khai thác. Vùng 1 bao gồm địa giới hành chính tại các quận, vùng 2 bao gồm địa giới hành chính tại các huyện, thị xã. Xe taxi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật như có đăng ký, đăng kiểm còn thời hạn, đảm bảo các quy định về niêm yết trên phương tiện, phòng chống cháy nổ, đồng hồ tính cước, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS.